Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đang điều trị 24 ca mắc sốt xuất huyết. Hầu hết các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng sốt cao. Có những bệnh nhân đã tự điều trị tại nhà, nhưng sau 3 đến 4 ngày không khỏi mới nhập viện. Lúc mình nhập viện, là ngừ mình nó nóng lạnh rồi. Rồi là coi như nó đau đầu, nó đau nhức toàn thân mình. Xét nghiệm mà coi như bác sĩ cho nhập viện liền. Lúc tới đây thì người thấy nóng lạnh, run cả chân tay rồi. Thấy sốt đau đầu, đi không nổi. Có mua thuốc tây ở nhà mà vẫn không khỏi. Uống vài ba lưu thuốc tây. Theo sốt huyết thì mình cũng có thể tự điều trị ở nhà được, nhưng mà mình phải theo dõi có những cái triệu chứng bệnh nặng. Như ví dụ như là bệnh nhân nôn ói nhiều, đau bụng gì đấy, hoặc là sốt huyết tự nhiên như là chảy máu chân răng gì đấy, đi cầu đi tiểu có ra máu gì đấy. Thì những cái trường hợp đấy là bệnh nhân cần phải vô viện để điều trị. Hiện trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vẫn còn 2 ổ dịch đang được xử lý. Khó khăn nhất vẫn là việc nâng cao ý thức của người dân, nhất là việc thay đổi thói quen chứa nước không đảm bảo vệ sinh. Cuối năm 2018, địa phương này có đến 39 ổ dịch. Để Ủy ban nhân dân các xã thị trấn là tổ chức họp thông buôn, tức là tổ chức họp thông buôn, trưởng thôn buôn khu phố ký cam kết, tức là thôn buôn không có liên quan vào gậy. Để cho năm 19 là ví dụ trước Tết, sau Tết và trước Tết này, trong Tết và sau Tết để không có bệnh nhân mắc các bệnh sốt xuất huyết. Để ngành y tế và cùng nhân dân an tâm để ăn Tết. Đó là cái khẩu hiệu của trung tâm. Hiện tại, dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các bác sĩ cũng cảnh báo tình trạng tự ý điều trị tại nhà dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.